Ngày 22 tháng 8, chân suốt số 1 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh là Huỳnh Như sẽ bay sang Bồ Đào Nha để hoàn tất thủ tục kiểm tra sức khỏe để ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp 2 năm cho câu lạc bộ Land. Được biết Huỳnh Như đã được câu lạc bộ này mời từ năm 2020. Tuy nhiên do vướng đại dịch Covid-19 nên cô chưa thể hoàn thành ước mơ sang nước ngoài thi đấu của mình. Sau khi cùng thành phố Hồ Chí Minh đoạt cấp quốc gia nữ 2022 vào tối ngày 21 tháng 8, Huỳnh Như cho biết cô lường trước những khó khăn đang chờ đợi nơi đất khách, nhưng vẫn quyết tâm ra đi và sẵn sàng tinh thần để đón đầu thử thách. Sang châu thi đấu là sự chuẩn bị tốt của Huỳnh Như cho quân cấp nữ 2023. Huỳnh Như năm nay 31 tuổi sinh ra tại Trà Vinh, cô là chân sút số 1 của bóng đá nữ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Cô từng 7 lần vô địch quốc gia, 3 lần đoạt cúp quốc gia và một lần vô địch đại hội thể dục thể thao toàn quốc trong màu áo của thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Như đã đoạt 4 quả bóng vàng nữ Việt Nam, 4 danh hiệu vua phá lưới và nhiều lần là cầu thủ hay nhất giải vô địch quốc gia